Đậu hết mình mẩy trên này. Dạ chào cụ. Dạo này cụ có khỏe không? Chú Ngào đấy à? Tôi già rồi cứ ốm đau suốt, đau dọc rồi lại đau ngang, hết tê hốc rồi lại mỏi hang, chứ khỏe gì. Thế thì chắc là tốn kém tiền thuốc men lắm cụ nhỉ? Tôi có mấy đồng lương hưu, cứ cấu dần cấu mòn cũng sắp hết rồi. Mai này ốm đau, phải ngửa tay xin chúng nó thì ngại lắm. Con trai thì chả sao, nhưng mà nhớ con dâu nó cứ thế nọ thế kia thì nhục lắm. Thế thì cụ phải đề phòng trước đi chứ. Giờ biết phải phòng phành thế nào. Cụ yên tâm, cháu xin trân trọng giới thiệu với cụ, cháu là nhân viên của công ty trách nhiệm sắp hết hạn bảo hiểm Lửa Đào. Thế nếu mà tôi chơi thì được những quyền lợi gì? Bất cứ khi nào cụ ốm cụ đau hay chỉ sổ xít mũi dãi cũng được chăm sóc trước sau chu toàn. Đi viện thì có chăn ấm giường màn, thuốc men đầy đủ không liên can đến người nhà. Nghe chú nói như thế thì cũng ngon nhỉ? Quá ngon ấy chứ cụ. Ví thở dụ, cụ có chán cơm thèm đất sẽ có một khoản đền bù cao ngất cụ ơi. Ngoài ra còn khuyến mãi thêm một em bốn bánh đầu rồng mang xuống cho cụ rong chơi, chuối xanh gà luộc để cụ sơ cho mát mồm. Có đúng như lời chú nói không đấy? Sao lại không đúng? Cháu nói một là một, hai là ba, chưa bao giờ lừa lọc ai bao giờ. Nghe chú nói cũng bủi tai. Thế cho tôi ký một hợp đồng. Đây, tôi ký rồi đây. Chân xa là tiền mất. Chú cầm hộ tôi với. Cháu xin. Từ nay cụ không phải lo tiền thuốc tiền men. Cụ thích cứ ra viện lấy cả rổ về nhá cho nó vui mồm. Thế cháu về nhé. Làm sao mà mặt mày xanh xao vàng vọt thế kia? Bác Sò đấy à? Mấy hôm trước em đi vệ sinh không để ý ngồi phải cái cọc buộc trâu, cũng chủ quan quá để lâu mất mẹ trinh rồi bác ạ. À, đi viện vá dọc vá ngang tốn kém bao nhiêu tiền của? Khổ, đi viện bây giờ là tốn kém lắm. Mà bác cũng chú ý sức khỏe đấy, bú rượu bú bia ít thôi, không đến lúc bệnh tật đi viện thì tiền núi cũng không đủ đâu. Nghĩ kể cũng lo thật. Có mày rồi ốm đau chả phải lo, thuốc men bác sĩ khác tự cho vào mồm. Mẹ ơi, mẹ có cái gì mà ôm khư khư thế? Mẹ vừa mua cái bảo hiểm mê lơ chú Ngao. Từ nay mẹ có ốm đau, các con không phải lo gì đến thuốc men tiền bạc. Bảo hiểm họ sẽ lo hết. Ai bảo mẹ như vậy? Thì chú Ngao chú ấy bảo thế. Thế mẹ đã đọc kỹ hợp đồng chưa? Dài lắm, mẹ chả muốn đọc. Với lại là chú ấy nói sao thì tin vậy. Tin người quá, khéo má lại xưng đấy mẹ ơi. Cái con bé này đa nghi quá. Dạ chào cụ. Tiền viện phí của cụ là 10 củ. Cái gì? Củ sắn hay là củ khoai? Cụ buồn cười. 10 củ ở đây là 10 triệu cơ mà. Ồ hay.
Tôi tưởng là bảo hiểm thanh toán hết cơ mà, thành ra nằm cố ở đây mấy ngày. Gói cụ chơi chỉ được hỗ trợ những bệnh hiểm nghèo nan y, còn ốm đau vớ vẩn không được gì cụ ơi. Ồ thế ra là nó nói điêu à. Tiên sư bố cái thằng nhìn mặt cũng nhẵn nhụi đẹp trai, mà nó lại nói một thành hai là thế nào. Đời cũng là cái lời thời phời. Chó cắn áo danh. Nhớ bệnh viện quá hay sao mà ngồi ị thần cụ ra thế mẹ. Bố nhà mày ăn với chả nói. Mẹ mất toi 10 củ có ngủ được đâu. Lỗi một phần cũng tại mẹ cơ. Nó khua môi múa mép một tí là rút ví ra ngay. Con ơi, lưới trời lồng lộng tuy rộng mà khó qua. Quả này mẹ sẽ tới tận nhà. Đùa với tao à, thằng ngạo. Uốn ba tấc lưới mà có nhà rộng cửa cao, cơm gà cá gỏi sơn hào ngập răng, đời đúng là nhì nhằng. Cụ làm gì mà nóng thế? Sư bố nhà mày tư vấn cho người ta có sao thì nói vậy, đừng có cậy mồm mép mà nói linh tinh. Bố nhà mày ăn nhiều nói hớt. Mày đi mua bảo hiểm trọn đời cho bộ răng đi.